Nếu bạn đang đau đầu với việc không biết đặt tiệc cuối năm ở đâu, rồi hội họp bạn bè, gia đình mà chưa biết đi cái quán nào, thì nhà hàng khoái này có thể sẽ là một địa điểm mà bạn không nên bỏ qua. Tại đây, nhận trang trí tất cả các loại tiệc, khung viên và phòng ốc ở đây trông rất chi là xịn sò. Menu cũng vô cùng là phong phú, nhiều sự lựa chọn cho tất cả mọi người. Mấy bạn nhân viên ở đây phục vụ nhiệt tình, rất là dễ thương. Ấn tượng nhất về quán này chính là mỗi một món ăn đều có một loại nước chấm riêng, cho thấy sự tinh tế về ẩm thực của quán. Món gỏi lá chanh này đã thực sự làm cho vị giác công chúa bùng nổ, nêm nếm đậm đà, tròn vị, ăn rất là ngon. Còn đây là món chả nghêu, bày biện đẹp, cách làm thì công phu, còn hương vị của món này thì độc và lạ lắm, ăn là sẽ nhớ. Còn đây là cá bò da nướng ớt xanh. Quán này lựa chọn nguyên liệu, chất lượng và khá kỹ, độ tươi sống thực sự không có thể nào chê được. Thịt cá thì giòn ngọt, cuộn kèm với rau sống, phải nói là lung linh một cuộc tình. Món này là món mà ông chú thích nhất trong bữa tối ngày hôm đó. Một mình đẩy hơn nửa con cá là mọi người biết rồi. Cuối cùng là một em gà ta hấp mắm nhỉ, xé cái đùi ra không là đã nứt lòng chiến sĩ rồi. Một lần nữa phải dành tặng lời khen cho nước chấm ở đây. Quán này chất lượng đồ ăn thì hảo hạng, nhân viên thì nhiệt tình, giá cả thì để đây cho mọi người tham khảo. Còn bây giờ thì Lâm